Dây nhận câu chú nhận xét thì là bài của chị Thanh à. Thì chị vậy Thanh nói từ bài đầu đuôi thì có một cái sự chuẩn bị cốt truyện bố cục rất là rõ, cốt đầu giữa đuôi thằng mày mọi người có thấy đều thấy được là cái điều chị Thanh muốn nói để cô đọc lại. Nhưng mà nếu mà em nghĩ cái khoảng thời gian đầu phút đầu á có vẻ nó không có việc túi gì, bắt đầu vô sau khi mà biết thấy chiến này nọ thì chuyển quyết thì chị bắt đầu trong lúc đó là mọi người có thể túi, nên là lúc đầu mình có một cái gì đó nó sẽ chỉ cái này. Actually cái bài này á nó sẽ dành cho mở đầu câu chuyện của presentation skill mà chị đã được học. Chị được học bài đầu tiên về presentation skill của người hướng dẫn cho chị về cái tầm quan trọng của presentation như thế nào. Có những lúc presentation skill cứu cả một quốc gia một đơn vị. Người thầy đó đã từng kể cho chị nghe câu chuyện của Napoleon đối mặt với quân thù như thế nào. Khi đằng sau ông toàn bộ là thương vong, nhưng mà ông bằng presentation skill ông lại đẩy lùi những quân địch để cho quân đội ông bước an toàn. Đó là những cái, đó là cái tầm quan trọng của cái đoạn diễn thuyết của mình. Hoặc sometimes nó sẽ giúp cho bạn xem một cái sản phẩm và những cái sản phẩm nó không có xuất sắc như là mọi người đang đợi.